Anh ơi, cái này bao tiền? Bao nhiêu? 700. Cho túi lông nhỉ? Đứng đấy, hàng đâu? Chạy ra lấy đi, chạy ra lấy đấy. Lấy tiền trả lại. Con lại đang có một cái quy định mới. Lấy tiền trả lại. Thôi một cái được, thôi lên đi. Thôi chém một cái được.